Nếu mà tiền không kể thì quý vị tưởng là tiền đang ở quận 13, nhưng mà thật sự không quý vị, ở đây là quận 19. Chị Thu nói bên phía tay trái này là quận 19 nè, mà phía bên tay phải này mình qua bên kia đường là quận 20. Mà chị Thu nói cái khu vực này á, cái quận này nè, là người Hoa đó họ còn mạnh hơn là ở ngoài quận 13 nữa quý vị. Thành ra là một cái khu nơi đây mà mình lên đây mình tưởng tượng giống như là mình đang đi du lịch ở bên nước Trung Hoa. Mình ra đường mình thấy toàn là để tiếng Tàu không à quý vị, để tiếng Hoa không à. Nãy giờ là tìm thấy tổng cộng là 4 cái chợ như vậy nè, 4 cái chợ đó quý vị, lớn như sợ luôn. Bán bưởi nè, họ bán bưởi. À Việt Nam, à quý vị, đây là bưởi da xanh, bưởi da xanh Việt Nam nè, 5.90 một trái. Hồi mua cho bưởi chị thôi ha, hồi mình chở xuống mua trái bưởi về ăn. Lâu lắm rồi thì mới thấy được cái trái bưởi mà để chữ Việt Nam này đó, 5.90 một trái, là tiền nghĩ là khoảng 130.000 tiền Việt Nam. À sầu riêng nữa kìa, wow, ở trong này thì thấy sầu riêng tươi quý vị. Wow, nè quý vị nhìn nè, xoài lụ, mấy trái lụ đẹp quá chị Thu. Mãng cầu, táo, wow, lần đầu tiên thấy táo màu này chị Thu. 6.90 một ký, 6.90 một trái cây, một ký táo này. À cái này nè, trái dưa hấu quý vị, trái dưa hấu quá trời to luôn nè. Ten ten ten, sầu riêng quý vị ơi, sầu riêng 32.80 đồng một ký, sầu riêng tươi, thơm quá, thơm luôn, thơm nước mũi luôn. 32.80 đồng một trái sầu riêng, một ký sầu riêng chứ. Thơm quá. Chị Thu, cái hồi mua trái sầu riêng nhỏ nhỏ ăn gì? Wow, sầu riêng thơm quá quý vị ơi, thơm phương phức luôn á. Bây giờ tiền với chị Thu sẽ đi một đoạn nữa. Ôi mà trái cà này quý vị, trái cà nó dài giả mang luôn. Một cái trái cà nó dài như con rắn á. Quý vị ơi, tiền rất là thèm sầu riêng luôn quý vị. Qua Pháp bao nhiêu là người chưa ăn được sầu riêng, ngày hôm nay quyết định phải mua một trái sầu riêng về review cho quý vị xem. Một ký 32 đồng 80 sen, thì một ký nếu mà tính ra tiền Việt Nam khoảng 800.000 tiền Việt Nam cho một ký sầu riêng. Thì nghĩ cái trái này chắc cũng khoảng hai ký quý vị. Thôi giờ tiền lấy trái này, mình vô mình trả tiền. Ủa xưa cái sầu riêng này là 73 đồng 96 sen quý vị. Biết một cái trái sầu riêng này á là 73 đồng 7, gần trăm nọ, gần 80 đồng quý vị. Thì khoảng tính là tiền Việt Nam khoảng 2 triệu tiền Việt Nam cho một cái trái sầu riêng này. Ghê chưa quý vị? Vú sữa. Tiền xin thân mến chào toàn thể quý vị. Quý vị ơi, hồi chiều tiền với chị Thu á ghé vô trong một cái tiệm mà tiền rất là thèm sầu riêng, thèm lắm luôn rồi. Thì tiền thấy họ bán sầu riêng này một ký là 32 đồng 80 sen, thì tính ra tiền Việt Nam khoảng 800.000 tiền Việt Nam một ký sầu riêng nha quý vị. Trong khi ở Việt Nam có 80.000 một ký. Ở đây 800.000 là mất gấp 10 lần. Mà quý vị biết ăn một cái trái sầu riêng này á, hơn một ngày làm. Đúng vậy Thu, ngày làm mình đâu có tới 100 đồng. Nhá. Một cái trái sầu riêng này đó quý vị là hơn một ngày làm lương ở bên này. Thành ra mỗi lần ăn trái sầu riêng phải suy nghĩ lắm luôn á quý vị. Mà rất là vui. Thì mới nãy tiền định không quay phim, hồi chiều tiền mua tiền nói là để review cho quý vị xem, nhưng mà khi mà tiền khui ra xong rồi đó thì tiền thấy nó ngon quá quý vị ơi. Lâu lắm rồi tiền mới gặp được một cái trái sầu riêng tươi mà nó ngon như thế này nè. Quý vị nhìn cái vỏ nó tươi nè quý vị, mà cái muối sầu riêng mà nó ngon mà chưa từng thấy luôn á, hấp dẫn quá trời. Thành ra là tiền phải quay, tiền chia sẻ cho quý vị xem để tiền ăn thử cho quý vị, để mà tiền kể cho quý vị là nó ngon như thế nào nha. Nó tươi mà dễ sợ tươi luôn. Hồi chiều tiền nữa nè, mà chỉ cần tiền để cái dao vô đây, tiền bật ra một cái mà nó bung ra như vậy, tất nhiên là sầu riêng này là chín tự nhiên. Còn cái sầu riêng mà mình nhúng thuốc hay là mình ngâm thuốc á, thì khi mà mình khui á, cái này nó không có bung ra tự nhiên như vậy, mà nó sẽ bị rất là khó. Nhiều khi mình phải cắt giống như là mình cắt thịt vậy đó, hay là có nhiều quý cô chú là phải bửa nó ra, lấy cái dao chặt nó ra nó mới bể ra được.
Còn sầu riêng mà chín tự nhiên á, chỉ cần mình đút cái dao vô cái ở cái sau này nè, mình tách một cái là nó bật ra, đó là sầu riêng chín tự nhiên. Rồi bây giờ Tường mời quý vị ăn với Tiền nha. Cho đẩy xa ra. Giờ Tiền ngồi với này đi quý vị. Lâu lắm rồi. Tại vì mấy lần Tiền qua Tiền thấy là đa số sầu riêng đông đá nhiều hơn là sầu riêng tươi. Giờ Tiền tách cái trái này ra. Wow, ngon lắm quý vị. Em mời chị Thu ăn miếng gì? Từ mời chị Thu ăn miếng nữa. Wow, ngon. Mà nó tìm thấy hay một cái quý vị là cái vỏ nó mỏng lắm quý vị ơi. Mình cầm lên nó mỏng, thật là mỏng luôn á. Cái muối nè. Ngon. Em cầm lên thấy ngon chị Thu. Ngon. Từ mời quý vị nhé, mời quý vị. Thì ngồi như này luôn. Ngon quá chị. Thì mà cái quần hơi rách. Wow, tuyệt vời quý vị ơi. Lâu lắm mà Tiền mới ăn được một cái trái sầu riêng mà nó ngon đến mức độ như vậy nè quý vị. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ngon quá chị Thu. Ngon ha. Lúc mà Tiền về Việt Nam quý vị, cái chân này là cái quần này nó bị rách quý vị, mà trong Tiền đâu mang cái đâu bớ rồi, sorry quý vị nha. Khi mà Tiền về Việt Nam chơi á, cái đây mấy năm về trước á, Tiền về năm 2018 mà Tiền ăn sầu riêng với ăn nhãn mới 2 ngày về Việt Nam quý vị, Tiền tắt tiếng luôn, không còn nói chuyện ra tiếng nữa. Nói chuyện cứ khạp 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 á, tại vì Tiền rất là thích ăn sầu riêng với nhãn, mà ăn xong rồi cái nó nóng á, mà tắt cái tiếng luôn. Họ có cũng lép nè. Nhỏ. Ngon quá chị Thu. Xin em. Tại vì cái mà thích nhất của Tiền là sầu riêng. Mà nhớ ngày xưa là ở Việt Nam mình có sầu riêng chao á. Cái sầu riêng chao gì? Sầu riêng chao là cái gì? Khi mà khui ra đó, nó trắng không có vàng như vậy, mà nó hơi trắng ngà ngà. Mà mình ăn vô nó béo. Nó nhão, nó béo chị, rất là ngon luôn. Cái sầu riêng chao hả? Dạ. Ở quê Tiền kêu là sầu riêng chao, không biết là quý vị có biết sầu riêng chao không? Là mình khui ra đó, nó không có vàng đậm giống như vậy. Mà cái muối nó hơi vàng ngà ngà. Mà mình ăn vô nó béo mà nó ngọt, ơi là ngọt luôn, nó ngọt. Cái sầu riêng này nó cũng ngọt, nhưng mà nó không có ngọt đậm bằng sầu riêng chao. Không ngọt. Dạ. Dạ, nó không có ngọt đậm giống như sầu riêng. cái sầu riêng chao vì nó ngon lắm quý vị ơi, nó nhưng mà nó ngọt rất là nhiều. Sầu riêng này ăn vừa chị Thu, nó không có ngọt nhiều. Đúng rồi, không ngọt. Mà cái vỏ nó rất là mỏng, nó mỏng dính nè. Sầu riêng này em biết đến từ nước nào chị? Việt Nam. Quý vị ơi, cái sầu riêng này nè, để Việt Nam nè, để chữ Việt Nam. Này, em coi cái hộp nè, hộp lép phải không? Đúng rồi chị, nhỏ xíu à. Ừ. Mà cái hộp rất là nhỏ quý vị. Hộp lép á. Sầu riêng này của Việt Nam quý vị, sầu riêng Việt Nam. Lâu lắm rồi, thì mới ăn được cái trái sầu riêng mà nó ngon như vậy quý vị. Hấp dẫn. Anh Viễn cũng thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ có cái là Berlin á, Berlin không thích ăn sầu riêng quý vị. Berlin nói khi nào có ăn sầu riêng là con phải nghẹt mũi không ăn sầu riêng được mẹ. Trời ơi, cái muối này nó đã. Này hai muối là quá đó mà. Ngon quá. Cái hũ lép á. Rất là ngon. Cái thịt của nó dày quý vị ơi. Dày chứ Nam ở khu chỗ của chị là Nguyễn Chí Vương. Em cũng hảo dữ à, hảo sầu riêng dữ à. Thế giờ cái thịt nó dày chị. Ngon quá quý vị. Dày nhưng mà cái hộp nó lép. Cái hộp nó nhỏ xíu quý vị ơi. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Đúng là chuyện này cũng thấy thì à. Khi mà hồi chiều Tiền đi với chị Thu á, mà Tiền thấy họ bán cái sầu riêng này nè, là Tiền biết sầu riêng này sầu riêng ngon. Hồi chiều Tiền nói với chị Thu luôn mà, em thấy sầu riêng này ngon lắm nè. 2 ký mấy, 2 ký 49. Dạ. Ngon quá quý vị. Để dành cho anh Viện. Không, nhưng mà
con cá thật sự cái sầu riêng nó không có ngọt nhiều như Thu. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nhiều. Nó không có ngọt nhiều. Nó ngọt nhiều. Thành ra là tôi nghĩ những người bị tiểu đường cũng có thể ăn được nè, tại vì nó hơi ngọt nhiều. Nó không có bị đường. Đúng rồi. Tiền mới ăn nửa trái, nửa trái là tổng cộng 4 muối. Tiền 2 muối chị Thu, 2 muối và còn nửa trái. Muối bự ha. Dạ, một cái muối to lắm quý vị ơi, rất là to luôn. Mà đúng là tiền nào của nấy. Mình mua sầu riêng đông đáo mình ăn á, có lần tiền chia sẻ với quý vị mà cái sầu riêng đông đáo mà tiền ăn mà tiền bị tức á quý vị. Là cái trái sầu riêng đó là người cháu cho, thì tiền mới khui ra tiền ăn. Thì sầu riêng đó nó bị non, còn cái này sầu riêng mà nó còn sống nè. Đưa lên, đưa lên. Cái trái sầu riêng này nè quý vị, trái sầu riêng không có qua đông đá, tươi luôn. Thành ra là khi mình mua đó, mình lựa được, mình nhìn được cái trái sầu riêng, mình ăn mình không có bị hối hận. Còn sầu riêng đông đá nhiều khi quý vị biết là nó vẫn còn non non là họ thảy vô tủ đông rồi, cái họ nhập qua đây cũng đông đá. Thành ra khi mình mua mình không có ngửi được cái mùi, mình không được ngửi được cái mùi là nó như thế nào. Thành ra cái lần đó tiền chia sẻ với quý vị là cái trái sầu riêng nó bị sượng, mà bỏ ra 50 euro mua cái trái sầu riêng sượng mình cũng hơi bị buồn bị tức quý vị. Còn cái trái sầu riêng này hồi chiều tiền mua là 73 euro nè. Mà khi mà quý vị mua sầu riêng đó, quý vị ngửi cái mùi mà nó được nồng vô cái lỗ mũi mình đó, là mình biết sầu riêng đó là nó đã đủ cái tuổi chín rồi đó quý vị. Và mình cầm lên mình gõ nè, nó bong bong đó, nó bong bong vậy nè, là sầu riêng đó là sầu riêng già đó quý vị. Và đến đây thì xin tạm chia tay quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã xem clip của tiền, chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp quý vị là vào clip tiếp theo nhé. Bye bye, bye quý vị.